Trời thương Phật độ, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Biết được điều này, hóa hung thành cát, gặp thời đổi vận, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Minh được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi Quý Hợi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị tuổi Quý Hợi gặp hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may đến với mình. Và tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý anh chị tuổi Quý Hợi sẽ được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân phù trợ, sẽ đón nhiều tài lộc bất ngờ, tiền bạc thăng hoa, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Quý Hợi diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để đón nhiều vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Quý Hợi cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 8 âm của anh chị tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý anh chị điểm nhanh qua tính cách người tuổi Quý Hợi, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Những người tuổi Quý Hợi đa số là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống hết lòng với người xung quanh. Họ tự do thoải mái, phóng khoáng và rộng rãi, bởi vậy họ rất được lòng những người xung quanh, được mọi người yêu quý và tôn trọng vô cùng. Những người tuổi Quý Hợi có bản tính hơi nhút nhát, tuy nhiên lại rất kiên nhẫn và tỉ mỉ. Họ luôn cố gắng để mình không bị bỏ rơi người khác, họ sống chan hòa, thích tụ tập đến chỗ đông người và thường đến những nơi quen thuộc. Tuy những người tuổi Quý Hợi có phần nhanh nhẹn tháo vát, nhưng họ lại thích làm việc một cách từ từ và có phần hơi chậm lại. Trong bảng 12 con giáp thì Quý Hợi được cho là con vật được sự hưởng lạc và an nhàn. Những người tuổi này thường mong muốn có được một cuộc sống dễ dàng và sung sướng, nên họ thường cố gắng rất nhiều để có được những thứ mà họ mơ ước. Tính cách của họ đa phần là người sống tình cảm, họ yêu thương gia đình vô cùng. Tuy nhiên, họ không hay bộc trực tình cảm mà chỉ lặng lẽ thực hiện bằng hành động của mình, vì thế tổ ấm của họ rất ấm cúng thoải mái tràn ngập tiếng cười. Đa số những người tuổi Quý Hợi đều có tính tình trầm lặng, cương nghị, chắc chắn, lòng dạ hiền lành, không ngại khó khăn và luôn dốc hết lòng cho mục tiêu mà mình đã đề ra. Họ luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan dẻo dai và không mệt mỏi, luôn kiên trì để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được giao phó những trách nhiệm quan trọng, họ luôn muốn phát triển bản thân bằng tính nhẫn nại, lao động không biết mệt mỏi. Với tính cách này, họ dễ dàng có được một sự nghiệp vững chắc. Ưu điểm của những người tuổi Quý Hợi. Họ thường là những người ngay thẳng, thật thà và rất hòa đồng. Họ luôn có thái độ đồng cảm với những khó khăn bất hạnh của người khác. Họ rất hay tham gia vào những hoạt động vì cộng đồng và đi từ thiện. Những người tuổi Quý Hợi luôn là những người thân thiện và hòa đồng. Họ ít khi nổi nóng, quát tháo hay to tiếng với một ai. Cho dù người đó mắc sai lầm nghiêm trọng, họ luôn có tấm lòng bao dung tha thứ với những lỗi lầm của người khác, nhưng chỉ đến một thời gian nhất định. Dù có gặp khó khăn thử thách, họ cũng không hề than trách hay ỷ lại cho người khác. Họ sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung và quả quyết. Những người tuổi này thường không thích tranh đấu, tranh luận với người khác. Tính cách người tuổi Quý Hợi rất nhẫn nhịn, để dĩ hòa vi quý. Dù họ có bị người khác cố kiếm cớ gây sự thì họ cố gắng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Tuy nhiên, con người ai cũng có giới hạn, nếu vượt quá giới hạn của những người tuổi Quý Hợi sẽ vô cùng tức giận, nổi trận lôi đình, có thể còn xảy ra xô xát. Những tình trạng ấy cũng nhanh chóng qua đi và họ cũng không để bụng chuyện cũ. Những người tuổi Quý Hợi sống rất chân thành và thật thà, nên họ xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, họ đi đến đâu cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt, được yêu quý và ngưỡng mộ tới đó. Nhưng như thế họ lại chẳng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo phô trương, họ luôn khiêm tốn hết mức có thể. Những người tuổi Quý Hợi sống rất lương thiện, có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu,
Không những thế họ còn vô cùng phóng khoáng rộng rãi, họ luôn giúp đỡ những người xung quanh nhiệt tình và hết mình. Nhược điểm của người tuổi Quý Hợi. Người tuổi này dễ dàng trao niềm tin của mình cho những người chưa thật sự thân thiết. Sự cả tin của họ khiến họ phải trả những cái giá rất đắt, phạm phải nhiều sai lầm và thất bại trong cuộc sống. Họ sẽ bị rơi vào khủng hoảng khi phát hiện người mình tin tưởng lừa dối mình, lợi dụng và hãm hại mình. Một trong những điểm khiến tính cách người tuổi Quý Hợi trở nên thiếu sức hút trong mắt người khác là những người tuổi này rất cứng nhắc, họ không có sức mê hoặc người khác, không có sức cuốn hút, càng không hay nói những lời ngọt ngào để bộc lộ tấm lòng chân thành của mình, khiến cho những người xung quanh cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt, thậm chí rời xa bạn. Tiếp theo, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp tuổi Quý Hợi tháng 8 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tuổi Quý Hợi nam nữ mạng, sinh năm 1983 tháng 8 âm lịch 2023. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi sẽ đạt được những bước phát triển rực rỡ. Bạn có nhiều cơ hội tăng tiến nhanh chóng, khiến bạn bè, đồng nghiệp đều ngưỡng mộ và khâm phục. Người làm ở vị thế lãnh đạo càng ngày càng thể hiện được cái uy của mình. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng dẫn lối mọi người hướng tới thành công. Nếu có kế hoạch gì ấp ủ từ lâu, thì tốt nhất là bạn nên thực hiện ngay trong khoảng thời gian này. Cát tinh hỗ trợ sẽ thúc đẩy bạn đạt được thành công nhanh chóng hơn cả dự đoán đấy. Người làm công ăn lương giữ được tinh thần hăng hái nhiệt tình trong công việc. Bạn không sợ sự cạnh tranh, không sợ thách thức nên luôn sẵn sàng là người đi đầu, trải nghiệm những điều mới mẻ. Chính những lúc thế này, bạn lại càng học hỏi được nhiều điều quý báu hơn. Nếu bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hẳn cấp trên sẽ ghi nhận sự cố gắng của bạn và nâng đỡ bạn lên những vị trí thích hợp hơn để bạn tiếp tục thể hiện được bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều điều may mắn và tốt đẹp, bản mệnh cũng cần phải nhận thấy những khuyết điểm của mình để có phương pháp sửa đổi hợp lý. Sự hăng hái nhiệt tình thái quá, đôi khi biến bản thân thành một người nông nổi không thích nghe theo ý kiến của người khác, nói năng không suy nghĩ, thậm chí gây thù chuốc oán với người khác lúc nào không hay. Vì vậy, hãy chú ý trong giao tiếp với mọi người để tránh những rắc rối không cần thiết. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Hợi nam nữ mạng, sinh năm 1983 tháng 8 âm lịch 2023. Đây là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Quý Hợi phát triển trên lĩnh vực tài lộc. Bạn sẽ gặp được nhiều vận may, khiến việc làm ăn có vẻ dễ dàng hơn hẳn người khác. Người làm lãnh đạo có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn, không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình, mà còn làm giàu cho nhiều người xung quanh. Đặc biệt là những ai làm dưới quyền mình, bạn có thể khẳng định được vị trí vai trò của bản thân, trở thành một người có danh vọng. Người làm công ăn lương cũng có thể được tăng lương hoặc được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra và thành tựu đã đạt được. Đây chắc hẳn là một nguồn cổ vũ động viên lớn lao, giúp bạn có thể cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm trong lĩnh vực bất động sản cũng có thể thu về một khoản kha khá trong tháng. Thời điểm này là lúc thích hợp để bạn đưa ra những quyết định mua bán nhà cửa. Thậm chí khoản tiền chênh lệch có thể giúp bạn thoải mái chi tiêu trong một khoảng thời gian khá dài. Nếu bạn là người chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm ăn, thời điểm này bạn hãy dành để bổ sung thêm những kiến thức bổ ích cho mình. Đừng nên sốt ruột khi thấy mọi người xung quanh đang dần thu về lợi nhuận. Điều bạn làm bây giờ không hề vô ích bởi vì bạn đang chuẩn bị cho tương lai. Ngoài ra, nếu thu được lợi nhuận kha khá, bạn cũng có thể tham gia vào các công việc từ thiện, giúp lan tỏa lòng tốt cho cộng đồng. Rất có thể trong quá trình làm việc tốt ấy, bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Quý Hợi nam nữ mạng, sinh năm 1983 tháng 8 âm lịch 2023. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà tuổi Quý Hợi bỏ bê sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình. Nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với bản mệnh khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ chung từ họ đấy. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Quý Hợi nam nữ mạng, sinh năm 1983 tháng 8 âm lịch 2023. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi trong tháng mới duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần tuổi Quý Hợi ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn có ý thức chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi,
bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen lâu dài này, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức cẩn trọng nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo, chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh tuổi Quý Hợi. Tiểu nhân rình rập, dù người tuổi Quý Hợi có tài giỏi đến mấy thì không phải ai cũng có tài. Có thể hài lòng với cách bạn làm việc, kẻ tiểu nhân có thể cố tình quấy phá, gây ảnh hưởng cuộc sống của bạn. Tháng này rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Vì thế bạn nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ khiến kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại. Chi tiêu tốn kém, bản mệnh cũng nên cẩn trọng hơn trong làm ăn. Dù cơ hội hiện tại khá tốt, bạn phải có cái nhìn vừa tổng thể vừa chi tiết về việc kinh doanh, nếu không sẽ xảy ra tình trạng vẫn bán được hàng nhưng lại bị lỗ. Người làm công ăn lương không nên chi số tiền lớn để mua sắm những món đồ đắt tiền xa xỉ. Nếu muốn mua món đồ công nghệ hoặc trang thiết bị đắt tiền trong nhà thì bạn nên có kế hoạch từ sớm. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tháng 8 âm lịch của anh chị tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng, Quý Hợi sinh năm 1983. 1. Sao chiếu mạng. Trong tháng 8 âm lịch năm 2023, nam mạng tuổi Quý Hợi có cát tinh Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình cuộc sống rất may mắn. Trong tháng có sao Thái Dương chiếu mạng, quý anh chị Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ gặp quý nhân tương trợ, con đường cầu danh cầu lộc tốt, sự nghiệp phát triển và thịnh vượng, người tuổi này kinh doanh buôn bán phát đạt, bội thu tài lộc. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi chọn đời, tuổi âm lịch của nam tuổi Quý Hợi là 41 tuổi, gặp hạn toán tận, đây là điểm hạn chủ về hao tốn tài sản. Do đó bản mệnh tuổi này cần chú ý chi tiêu tiền bạc tiết kiệm, giữ sức khỏe cẩn thận mỗi ngày mỗi khi ra ngoài. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa hòa. Xét tử vi Quý Hợi, nam mạng công việc làm ăn ra ngoài thuận lợi, về nguyên nhân giúp đỡ về tiền bạc, gia đình hòa thuận êm ấm, vợ chồng chia sẻ và thông cảm cho nhau, đón tin vui thêm người thêm của. 4. Vận niên. Vận niên nam mạng Quý Hợi là cây hồi viên, nghĩa là gà về vườn, nơi cuộc sống no đủ tự nhiên, vì thế vận niên tháng này của nam sinh năm 1983 sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhiều tài lộc thăng quan tiến chức, cầu gì được nấy, nhờ sự may mắn và bản lĩnh dám nghĩ dám làm, mọi việc bạn mưu sự từ lâu sẽ đạt được thành công. 5. Hóa giải sao hạn. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 nhìn chung là khá tốt đẹp, tuy nhiên trong tháng gặp hạn toán tận nên người nam tuổi Quý Hợi nên thực hiện nghi lễ giải hạn, sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, bản mệnh nên cẩn thận giữ gìn tài sản hiện có, chi tiêu hợp lý sẽ tránh được lãng phí. Ngoài ra quan trọng nhất vẫn là đức năng thắng số, chăm chỉ làm việc thiện, sẽ hóa giải được mọi hung họa, nhận được phước báu. Theo quy luật nhân quả, bản mệnh kiên trì, nhẫn nại, khi gặp khó khăn, tu tâm tích đức thì mọi sự sẽ bình an thuận lợi và thành công. Tiếp theo là nữ mạng Quý Hợi, sinh năm 1983. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 8 âm năm 2023, nữ mạng tuổi Quý Hợi có sao Thổ Tú chiếu mạng, là một sao bán hung bán cát trong hệ thống chiến sao luân phiên của niên hạn. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào cũng sẽ là động lực để người tuổi đó kiên trì và nỗ lực cố gắng hơn nhiều. Gặp sao này chiếu mạng, bản mệnh nên cẩn thận trong ứng xử, tránh xa kẻ tiểu nhân để đường công danh sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ. 2. Hạn tuổi. Trong tử vi chọn đời, tuổi âm lịch của nữ tuổi Quý Hợi là 41 tuổi, gặp hạn huỳnh tuyền nên cần chú ý cẩn thận về các bệnh khí huyết, đau đầu, chóng mặt. Do đó, bản mệnh nên chú ý các sinh hoạt hàng ngày, không lao lực quá sức, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để có một sức khỏe tốt. 3. Tứ trụ, thiên hòa địa hòa. Xét tử vi Quý Hợi nữ mạng, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, kinh doanh thu lợi và có nhiều lộc tiền bạc. Ngoài ra có quý nhân giúp đỡ nhiều, trong gia đình và anh em họ hàng có tin vui thêm người thêm của. 4. Vận niên. Vận niên nữ mạng Quý Hợi là cây hồi viên, tức là gà về vườn,
hưởng cuộc sống ấm no đủ và tự do tự tại. Do vậy bản mệnh gặp vận niên này sẽ có nhiều tài lộc, tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc. Nữ Quý Hợi 1983 cầu gì được đó, mọi việc thành công rực rỡ, tiền của dồi dào và dễ dàng thăng quan tiến chức. 5. Hóa giải sao hạn. Tổng quan tử vi tuổi Hợi 1983 nhìn chung khá là tốt đẹp, tuy nhiên gặp sao Thổ Tú bán hung và họa toán tận, người nữ tuổi Quý Hợi nên ăn nói nhẹ nhàng, dĩ hòa vi quý để mọi sự được bình an. Bên cạnh đó, Quý Hợi nữ cũng có thể thực hiện nghi lễ dâng sao giải hạn để cảm thấy yên tâm hơn. Điều quan trọng nhất là lòng thành tâm kính lễ, không nhất thiết phải sắm sửa quá xa hoa lãng phí. Quan niệm Phật giáo gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nếu Quý Hợi nữ 1983 có tâm hướng thiện, chăm chỉ làm việc tốt cứu người thì sẽ được quý nhân phù trợ đem đến phước báu lâu dài. Luận giải chi tiết vận trình tuổi Quý Hợi tháng 8 âm lịch 2023 theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng này còn có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, phóng khoáng thoải mái hòa đồng với mọi người, nên các mối quan hệ xã giao rộng rãi, họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Quý Hợi theo 12 tháng sinh âm lịch, sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Quý Hợi là người có số mệnh phú quý. Xét về tài lộc thì bản mệnh chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá quan trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, thường hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Bản mệnh là người cao ngạo, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng mộ, người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên, dù tiền vận phải chịu không ít vất vả. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Quý Hợi theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng người này trời sinh thông tuệ mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, họ dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn, không phải dựa dẫm vào người này người khác. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 5 âm lịch. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi là chần chừ, dễ bỏ lỡ thời cơ trước mắt, cuộc đời họ có nhiều trắc trở, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình. Trung vận phải dựa vào sức mình, vượt qua khó khăn để có được điều mình muốn, hậu vận có chuyển biến lớn, tài lộc cũng dư giả hơn. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sinh vào thời điểm này trong năm, học nhiều hiểu rộng là nhân tài hiếm có, tuy nhiên họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, tài vận bình thường. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Quý Hợi sinh tháng 7 âm, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình, cuộc sống không đạt được thành tựu lớn lao. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Bản mệnh sinh tháng này có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này giàu sang nhưng tuổi trẻ phải vượt qua nhiều khổ nạn. Cũng may bản mệnh có chủ kiến, biết suy nghĩ tích cực nên ngày một phát triển đi lên. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Hợi theo 12 tháng sinh âm lịch cho thấy, người này sống tự do thoải mái, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Do có nhiều bạn bè nhân duyên cực tốt, nên chỉ cần bản mệnh gặp khó khăn thì đều được bạn bè giúp đỡ, được quý nhân giới thiệu cho nhiều cơ hội làm ăn quý giá. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 10 âm lịch. Trời sinh bản mệnh được hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Tuy nói vậy nhưng họ vẫn là người tự lực cánh sinh, thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, không có cơ hội nào tự tìm đến cửa. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 11 âm lịch. Bản mệnh danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, bước chân ra ngoài xã hội được quý nhân nâng đỡ, thoải mái làm điều mình thích, đạt được nhiều thành tựu. Người tuổi Quý Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sinh năm này phúc lộc đầy mình, tuy nhiên khoản tiền đó không phải dễ dàng mà có được, bản mệnh có số long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tiết chế lời nói nóng giận, lắng nghe nhiều hơn là thể hiện của người có tu dưỡng. Người có tu dưỡng là người biết tiết chế cảm xúc của bản thân, lại không nóng vội,
Lời nói ra luôn có trọng lượng, nghĩ trước, nói sau, làm việc gì cũng nghĩ đến cảm xúc của người khác trước, lắng nghe nhiều hơn là thể hiện cái tôi của bản thân mình. Trong cuộc đời, trí tuệ của người ta được thể hiện ra như thế nào, cách người ta hành xử, ăn nói rất có thể đều chứng tỏ trí tuệ của họ. Chỉ khi nào kiềm chế được cơn nóng giận thì mới có thể đắp được phúc khí. Trong sách Thái Can Đảm viết, không nên giận dữ, không nên khinh thường. Tính khí của một người không chỉ là hành trang trong các mối quan hệ xã giao, mà còn là tài phú suốt một đời của họ. Bởi thế có thể kiên nhẫn lắng nghe, đợi người khác nói xong mới bày tỏ ý kiến, nghe có vẻ đơn giản nhưng làm được lại khó vô cùng. Đây không chỉ là vấn đề ai đó biết cách nói chuyện khéo léo hay không, mà là thể hiện sâu sắc nhất của tầng thứ tu dưỡng nhân cách, nước sâu chảy chậm vì thế mà bình hòa. Người ăn nói thong thả vì thế mà trở nên sâu sắc, ăn nói từ tốn, ngữ khí bình hòa, chính là một trong những biểu hiện đầu tiên của người có tu dưỡng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.